Xin chào tất cả các bác. Bình thường các bác khi đi làm show, đám cưới, sự kiện thì các bác thường dùng những loại loa sau. Thứ nhất là loại loa full hoặc là loại loa light array như bây giờ các bác hay dùng. Thứ hai là loại loa sub. Và thứ ba là loại loa monitor. Đó. Đây là những dòng loa phổ biến cho các bác khi đi làm show, đám cưới. Và nếu như các bác không sử dụng con crossover có nhiều đường in và nhiều đường out thì rất khó có thể tách riêng được chỉnh trên bàn mixer. Và ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác cách kết nối giữa mixer với crossover để các bác có thể chỉnh riêng biệt các loại loa ở trên bàn mixer, rất tiện lợi khi mình đi làm show. Và con crossover này là con crossover StarSound DSB408, được nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền bởi Khang Phú Đạt các bác nhé. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Và ngày hôm nay, thiết bị bên em sử dụng bao gồm một chiếc bàn mixer Dynacorp CMS600 hàng cao cấp. Và ngay bên dưới đây là một con crossover StarSound DSB408. Và em có sử dụng hai cục đẩy. Cục đẩy bên dưới này là cục đẩy 4 kênh. Thì em đã cắm sẵn jack loa ở đây rồi. Thì hai kênh A và B em cắm cho loa full. Và kênh D em cắm loa monitor. Và ở dưới cuối này là cục đẩy 2 kênh em dùng cho loa sub. Thì ở đây em sử dụng một chiếc loa sub cho nên là em dùng một kênh A này. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác đấu nối chi tiết từ bàn mixer xuống crossover và từ crossover xuống cục đẩy, đấu như thế nào để đạt chuẩn nhất có thể. Ở trên bàn mixer chúng ta sẽ sử dụng hai đường out tổng là main LR, sử dụng jack Canon. Chúng ta cắm vào đây. Sau đó chúng ta cắm vào đường in A và in B của crossover, dùng một jack 6 ly cắm vào đường monitor trên bàn mixer và một đầu Canon đực cắm vào đường in C của crossover. Đường loa sub thì chúng ta cũng sử dụng một jack 6 ly cắm vào đường AUX trên bàn mixer và sử dụng một jack Canon đực cắm vào đường in D của crossover. Như vậy là chúng ta đã kết nối đường out từ bàn mixer xuống đường in của crossover. Đường in AB của crossover là em đánh cho loa full. Đường C là đánh cho loa monitor và đường D đánh cho loa sub. Và ở trên cốt server này em đã căn chỉnh cơ bản rồi. Em cũng đã chia ra các loại loa ở trên cốt này. Thì đường out1, out2, out1, out2 em dùng cho loa full. Đó. Sau đó em sẽ cắm vào đường AB của cục đẩy 4 kênh này, đánh cho loa full. Đường 5-6 em đang setup cho loa monitor. Thì ở đây em dùng một chiếc thì em cắm vào đường 5 và cắm vào in D của cục đẩy 4 kênh này cho loa monitor. Đường sub thì em đang setup là đường 7-8. Thì ở đây em cũng dùng một chiếc loa sub thì em cũng cắm vào đường 7 và cắm vào kênh A của cục đẩy đánh sub. Và đây là toàn bộ cách kết nối từ bàn mixer xuống crossover và từ crossover xuống đẩy. Như vậy là chúng ta đã kết nối xong giữa các thiết bị với nhau. Và sau đây em sẽ hướng dẫn cho các bác chỉnh riêng biệt từng loại loa một trên bàn mixer, rất tiện lợi khi mình đi làm show. Và ở trên bàn mixer em đã cắm cái đường dây lai nhạc này vào đường CD12. Đường dây lai nhạc này là một đầu 3.5 và một đầu, và cho ra hai đầu hoa sen nhé. Em sẽ cắm điện thoại ở đây.
em sẽ cắm điện với điện thoại để mình test nhạc. Và như ban đầu chúng ta kết nối thì đường main LR này là dành cho loa full. Đường monitor này là dành cho monitor và đường aux này là dành cho loa sub. Và ở đây thì em cũng đã bật nhạc sẵn rồi. Em sẽ kiểm tra từng đường cho các bác để các bác trải nghiệm. Đây là đường nhạc em sẽ đẩy lên này. Đây là đường main LR này, là đường cho loa full nhé. Đây là đường loa monitor này. Đó, là con loa này các bác nhé. Và đường aux này là đường cho loa sub. Đó. Như vậy là chúng ta đã tách riêng được loa full, loa monitor và loa sub chỉnh riêng biệt trên bàn mixer. Rất là tiện lợi, rất là dễ sử dụng. Nếu mà bình thường các bác có bị lọt tiếng mix vào sub thì các bác hoàn toàn có thể cắt nó được, hoặc là các bác có thể cho nó thêm một chút. Đấy, mình bằng cách mình vặn các đường aux này lên. Và khi chúng ta đẩy cả ba cái đường loa này lên thì nó sẽ kêu tất cả ba loại loa nhá. Đây là loa full này, đây là loa monitor này, đây là loa sub này. Trên đây là hướng dẫn cơ bản về cách kết nối bàn mixer với crossover và crossover xuống cục đẩy. Và tùy vào các thiết bị mà các bác đang sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng thêm nhiều loa hoặc là nhiều cục đẩy khác nhau. Nếu các bác xem video thấy hữu ích thì các bác cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để nhận được những cái thông báo cho những video tiếp theo các bác nhé. Các bạn có thể truy cập website khangphudatradio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ số hotline phía Bắc 0965 122 221, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phú Đạt Audio để bạn có thể là người đầu tiên chiêm ngưỡng những video tiếp theo.